đến các thiết bị âm thanh hay không. Ngày hôm nay Bado nghe rằng có một sản phẩm đến từ một thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Và hãy cùng theo chân Bado để trải nghiệm sản phẩm này nhé. Và đây chính là sản phẩm chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, chiếc loa A9 thế hệ thứ tư đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng Bang & Olufsen của Đan Mạch. Và có thể thấy ngay rằng vỏ hộp của sản phẩm này có một thiết kế chắc chắn và đơn giản. Ngay từ vỏ hộp thì các bạn có thể thấy ngay là về tên của thương hiệu này, cũng như là nhìn thấy được thiết kế của sản phẩm và có đầy đủ các thông số, những cái tính năng nổi trội của chiếc loa A9 thế hệ thứ tư này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp sản phẩm này nhé. Và ở phía trong hộp thì chúng ta sẽ có những thành phần chính để có thể lắp ghép chiếc loa này. Thậm chí là một bạn gái như Bado cũng có thể dễ dàng lắp ghép một mình luôn các bạn ạ. Có thể thấy ngay là chúng ta sẽ có 3 chiếc chân bằng gỗ, óc chó và màu đen. Thực sự thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của những cái chân gỗ này chắc chắn này, nhẹ và nó cũng không hề có những cái chi tiết thừa. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một vài những cái ký hiệu như là A hoặc là B để có thể phân biệt được vị trí lắp của các chân. Và chúng ta sẽ còn có một phiên bản chân màu gỗ sồi hun khói nữa. Sau đây thì Bado sẽ cùng lắp cho mọi người xem nhé. Và đây chính là phần mặt sau của chiếc loa A9 của chúng ta thế hệ thứ tư. Sau đây Bado sẽ lắp ghép luôn. Các bạn hãy phân biệt một chút là với những chiếc chân gỗ mà có chữ B ấy, thì chúng ta sẽ lắp ở bên cạnh bên và lắp rất là dễ dàng thôi. Có một cái ốc ở đây này, chúng ta chỉ cần xoay theo chiều kim đồng hồ là chân gỗ nó sẽ vào. Và tương tự thì nếu như mà muốn tháo chân gỗ ra ấy, các bạn chỉ việc xoay ngược lại thôi và lắp rất là đơn giản luôn. Với chiếc chân gỗ có ký hiệu là chữ A thì chúng ta sẽ lắp ở phần chính giữa. Và đây chính là bước cuối cùng trong khâu lắp ráp sản phẩm. Thì phía sau này chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối của chiếc loa A9 thế hệ thứ tư. Các bạn sẽ có là một cổng để cắm dây nguồn này và một cổng lan cũng như là một chất cắm 3,5mm. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai phím cứng là phím nguồn và phím tắt mic thoại nữa. Và chúng ta sẽ trực tiếp lắp luôn dây nguồn. Rất là đơn giản. Và sau khi lắp dây nguồn, các bạn nhớ hãy thật khéo léo và luồn dây ở đây thật gọn. Sau đó là đậy nắp lại cực kỳ là chắc chắn và thẩm mỹ luôn. Và các bạn có thể thấy ngay được thiết kế của chiếc loa A9 thế hệ thứ tư này sở hữu một cái vẻ ngoài tối giản nhưng mà lại rất đẹp và sang trọng, phù hợp với mọi không gian nội thất từ cổ điển cho đến hiện đại. Và chất liệu cấu thành của chiếc loa A9 thế hệ thứ tư sẽ có một cái khung viền bằng nhôm và có khắc chìm logo của hãng. Điều này thì là một chi tiết mà chưa từng xuất hiện trên các sản phẩm thế hệ trước đó. Và về phía màng loa thì chiếc loa A9 được bọc một cái màng loa là vải chất liệu fabric cực kỳ là co giãn tốt. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thay thế được lớp vải này bằng những cái màu sắc khác nhau để phù hợp với tùy từng không gian sống. Và một điểm mình thích nữa sản phẩm này là toàn bộ phần cái thân loa, phần chính của loa sẽ được đứng vững, trụ vững trên một cái kiềng ba chân gỗ các bạn ạ. Cực kỳ chắc chắn, đúng như câu nói, vững như kiềng ba chân.
Ở phía mặt sau của sản phẩm thì cũng rất là tối giản, tương tự như mặt trước thôi. Chúng ta sẽ có một cái vị trí là phần tay cầm để các bạn có thể bê vác sản phẩm di chuyển trong không gian sống này. Bên cạnh đó thì một khu vực mà mình thấy là khu vực nổi bật cũng như là cái tính năng rất là đặc biệt ở mặt lưng, đó chính là khu vực Magic Touch ở đây. Các bạn có thể điều khiển bằng những cái thao tác vuốt và cử chỉ tay rất là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể điều khiển tăng giảm âm lượng cũng như là dừng bật bài hát khi mà vỗ nhẹ ở phía giữa và chuyển bài bằng vỗ nhẹ bên trái hoặc là bên phải, cực kỳ là tiện lợi và thú vị. Ok Google, what is the weather like today? Today in Hanoi, there will be isolated thunderstorms with a forecast high of 37 and a low of 28 degrees Celsius. Currently it's 36 and mostly sunny. Can you play Senorita song? Sure, Senorita by Shawn Mendes, Camila Cabello, playing on Spotify. Down to 30%. Các bạn có thấy thú vị không? Và đây thực sự là điểm mà bạn yêu thích nhất trên chiếc loa A9 thế hệ thứ tư này, với khả năng điều khiển bằng giọng nói nhờ có Google Assistant. Ngoài ra thì chúng ta còn có những kết nối toàn diện khác qua AirPlay 2, Chromecast và Bluetooth nữa. Còn về chất âm thì ba tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái gu nghe thưởng nhạc khác nhau. Tuy nhiên trên chiếc loa A9 thế hệ thứ tư này được tích hợp một công nghệ bù âm chủ động theo môi trường. Thực sự thì nghe khá là phức tạp, nhưng mà các bạn cứ hiểu nôm na rằng khi mà các bạn cài đặt chiếc loa này tại không gian sống của chúng ta thì sản phẩm này sẽ tự điều chỉnh để có thể đưa ra một chất âm tối ưu hóa hiệu suất âm thanh, giúp cho căn phòng sống của các bạn tràn ngập những âm thanh rất là tuyệt vời. Và tóm lại thì tất cả những cái tính năng hay ho, tiện lợi, thú vị hiện tại được tích hợp trên một chiếc loa với một thiết kế vô cùng tối giản, trường tồn trong thời gian và phù hợp với mọi không gian sống từ cổ điển cho đến hiện tại. Thực sự đối với cá nhân Bayo thì đây là một vòng tròn hoàn hảo của công nghệ. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc loa A9 thế hệ thứ tư đến từ thương hiệu Bang & Olufsen của Đan Mạch? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok Google, volume up.